đi lên đi rồi chết, bu lên đi rồi chết chung với nhau. Mà chen chúc nhau lên làm cái gì, từ từ rồi người ta sẽ phát phiếu rồi mình đi chợ thôi, chứ có cái gì đâu mà chen chúc nhau dữ vậy trời. Mọi người phải bình tĩnh chứ, cái gì cũng phải có cái gì chứ, cái gì đâu mà chen chúc nhau mà đi mua. Lên chợ cũng chẳng mua được cái gì đâu, lên chợ cũng chẳng mua được cái gì đâu. Chiếc xe quận 7 hiện tại nha mọi người, bảo vệ không cho lên, người dân ùn ùn lên siêu thị luôn, người dân tự lên siêu thị luôn. Bảo vệ phát phiếu, người dân không chịu, người dân tự lên siêu thị luôn.